Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên Zalo với quý cô chú anh chị mình một cái lô cần thăng nha. Thì lô cần thăng này đồng giá là 250k bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Thì mã đầu tiên là mã B1 ha. Rồi, cây củ quái nha cô chú anh chị. Rồi, cần thăng củ đế quái nha. Quái nè. Đó, rồi em cho cô chú anh chị mình xem cái dàn phơm đó nha. Rồi cái dàn phơm nè. Dàn xương bên dưới đây. Xương sửa kỹ nha cô chú anh chị. Để quái quá. Để quái quá. Đây, mình cũng cầm gọn luôn lòng bàn tay ha. Hàng này hàng mình để bàn nha cô chú anh chị. Đây, mình xem lại dàn phơm nè. Đó, đưa gần phong đi mình xem thấy nó rõ hơn ha. Đó, này củ đế đó nè. Rất là quái nha cô chú anh chị. Củ đế quái ha. Rồi, em Ma sẽ xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem lại tổng quan của mã B1 nha. Rồi em Ma sẽ đo thông số ha. Rồi, bây giờ em sẽ đo thông số mã B1 nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc nó củ đế ở đây là 32 ha. Rồi sẽ đo tiếp tới cái hoành eo nha. Hoành eo cái này rất khó đo cô chú anh chị. Đo không được. Eo cỡ ngón tay thôi nha. Đó. Rồi em đo tới cái chiều cao nha. Chiều cao của cây là 17. Full 8 ngang. Full 8 ngang là 27 nha. Thì mã B1 này em Zalo với quý cô chú anh chị mình là 250k nha. Đây là vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Rồi đem xây cho chú anh chị mình xem là một vòng nữa nha. Đó, mã B1 250k bao ship nha. Cả cây lẫn chậu ha. Bây giờ phơm tàn từ trên nhìn xuống. Phơm tàn nè. Bây giờ mà lọc non ra nhìn nó rất là đẹp ha. Đó. Củ đế quái nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp mã B2 nha cô chú anh chị. Đế nè. Không biết đế này kêu bằng đế gì. Cái đường thân ở trong đây nó cũng quéo gì nó quéo tùm lum hết hết biết rồi nè. Đây cái này nó dính đây luôn rồi, thành cái khối luôn. Mau bên đây nữa nè em, nó ạ lắm á. Rồi lên tiếp mã B2 nha. Rồi lên tiếp mã B2 nha cô chú anh chị. Mã B2 cũng là một cây cần thăng củ quái ha. Củ đế này có quái cục đây, nó có cái củ này rất là to nha. Đây em xây tổng quan cho cô chú anh chị mình xem ha. Củ này cần hết biết luôn nha. Đây cái dàn phơm đó nè. Nó dàn xương bên dưới đây nha. Đó rồi đem cầm gọn lòng bàn tay lên cô chú anh chị. Này hàng mình để bàn ha. Cần lắm á. Cái cần lắm nha. Củ cái cần. Dán này dán gì cũng không biết luôn. Già lên cớm luôn nè. Dài dữ lắm già. Nè phơm cũng dài vậy nha cô chú anh chị. Mình phơm ha. Này ai muốn cho gì cho à. Rồi bây giờ em xây cho cô chú anh chị mình xem lại tổng quan một vòng nữa ha. Rồi em sẽ đo thông số nha. Mã B2 nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ đo thông số mã B2 nha. Đây cái hoành cũ nó ở đây á. Hoành cũ nó ở đây á là 16 nha cô chú anh chị. Chiều cao. Chiều cao nó có 6 cm nè. Đó, full 8 ngàn. Full 8 ngàn nó là 20 à. 19 nha. Thì mã B2 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250k luôn nha. Nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Em nhìn thấy cưng lắm. Đây cậu đá bằng lòng bàn tay. Đây lòng bàn tay em ha. Châu không? Dạ. Đây. Nó kỳ lạ lắm, không biết nó hay cái phe phái nào cũng không biết luôn. Hàng để bàn nha cô chú anh chị. Bên đây nó còn quái hơn nữa. Ừ, đây quái hơn nữa ha. Dạ quái. Dán lòng học. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp mã B3 nha cô chú anh chị. Tiếp à. Rồi lên tiếp mã B3 nha. Rồi lên tiếp mã B3 nha cô chú anh chị. Trời, cây quái nè. Đây cũng có một cái củ to trên đây luôn nha. Đây xây tổng quan cho cô chú anh chị mình xem nha. Mã B3 nha cô chú anh chị. Theo cái hướng diễn biết luôn nha. Quái rồi, giờ hết biết diễn tả hay sao. Đó, rồi đây cái dàn phơm đó đây. Đó, phơm dày nha cô chú anh chị. Cái dàn xương bên dưới đây ha. Đó, xương bên dưới này ha. Đó, đây em cầm gọn trong lòng bàn tay em luôn nha. Mã B3 nha cô chú anh chị. Dán gì không biết luôn. Kỳ lạ. Kỳ lạ. Dán kỳ lạ. Đây em xem lại cho mình xem tổng quan một vòng nữa ha. Thì em sẽ đo thông số nha.
Này, đo cái huỳnh củ đế nha cô chú anh chị. Huỳnh củ đế ở đây là 21 ha. Huỳnh củ trên đây. Huỳnh củ trên đây là 14 nha. Huỳnh eo. Huỳnh eo nó là 5 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao nó là 20. Đó, phụn tán ngang nó là 23. Thì mã B3 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k luôn nha. Và nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Rồi, đây để em xây cô chú anh chị mình xem là tổng quan một vòng nữa ha. Đó. Đây, đây. Rồi, cái hành hồng đó, hành con tách ra nãy ra cái hành gì đây? Kỳ lạ lắm. Nó dài dữ lắm, dài nha. Nói chung là mặt sau mặt tốt kia nó cũng dạ. Nó hay kinh lắm. Hiền để bàn 250k thôi nha cô chú anh chị. Quay nhầm được. Để xem cô chú anh chị mình xem nhiều phơm nha. Cực kỳ cực. Rồi em sẽ lên tiếp mã B4 nha. Trời coi chiếu đây. Nó cái hớ gì không biết nữa. Chỗ này nó gì nè. Nó dễ nhìn chưa. Mà nó xem tới sao. Đây. Cây này hai cây quái tới quái luôn. Giờ em lên tiếp mã. Rồi em lên tiếp mã B4 nha cô chú anh chị. Mã B4 cây này cũng là một cây cần thăng của quái hay trời. Đây nó cũng mốt vậy, mốt nó bự lên chắc nó đặt chỗ này luôn nha. Lùm. Nó dính lên luôn ha. Đây. Củ đế quái nha. So sánh củ đế với bàn tay em. Hàng để bàn ha. Đây, em cho cô chú anh chị mình coi dàn phơm nó nha. Nó phơm dày nha cô chú anh chị. Này mình tỉa thời gian nữa là nó kín dữ hơn nữa nha. Đây, cầm đoạn trong lòng tay em nha. Mã B4 ha. Đó. Sao đây, nó xây một tay luôn. Nhỏ gọn để bàn ha. Đó. Phơm này. Rồi, em xem lại cho mình xem một vòng nữa ha. Rồi em sẽ đo thông số của mã B4 nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ đo thông số mã B4 nha. Cái hoành củ đế ở đây là 31. Rồi cái hoành củ trên đây nè. Hoành quái trên đây nè. Đó, trên đây cũng là 19 nè cô chú anh chị. Rồi chúng ta tới chiều cao của cây ha. Chiều cao là 16. Nó full tán ngang đó là 17 nha. Thì mã B4 này em cũng vô lưu ý với cô chú anh chị mình là 250k nha. Rồi vừa bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Để là bàn tay hả? Để là bàn tay em nè. Đó. Phơm nè. Cầm gọn là bàn tay luôn mà. Thân chậu nha cô chú anh chị mình. Đây. Trời ơi rồi. Đó. Đây. Xây một vòng nữa rồi em lên tiếp mã B5 nha. Rồi em lên tiếp mã B5 ha. Kỳ lạ lắm nha. Hôm nay là đế không nha. Rồi em lên tiếp mã B5 ha. Rồi em lên tiếp mã B5 nha cô chú anh chị. Mã B5 cũng là một cây cần thăng củ đế quái nha. Cây là cái gì đây? Đây là cái gì? Cực kỳ quái luôn. Cũng không biết ra là cái gì luôn. Đây. Đó. Đây em xem tổng quan cho mình xem một vòng nha. Còn bên đây nữa nè. Rất là kỳ là. Đây, cho cô chú anh chị em xem cái dàn phơm nữa nha. Thôi tôi mua em lắm này. Phơm dày này ha. Này, cái dàn xương bên dưới đây. Xương bên dưới đây, sửa kỹ nha cô chú anh chị. Đây, cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Đó, mã 5 B5 ha. Quái. Kỳ lạ lắm nha. Đây, sao này ha. Trời ơi. Quái lắm nha. Nó phải tích tổng thải từ đây, rồi nó quéo qua đây, rồi nó quéo vô đây, rồi nó quéo vô đây. Nói chung là cây này đáng để xuống tâm đấy. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ đo thông số mã B5 nha cô chú anh chị. Đây, tổng hoành của cái củ đế ở đây á là 21 ha. Rồi em sẽ đo tiếp tới hoành eo nha. Hoành eo ở đây á là 5 nha cô chú anh chị. Chiều cao cây. Chiều cao là 17. Khuôn tán ngang là 21 nha. Thì
mã B5 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250k nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi, em xem cô chú anh chị mình xem bản quan là dòng nữa ha. Mã B5 250k bao ship cả cây lẫn chậu ha. Đó. Đây, xem lại nhà phơm nữa ha. Khoái cái cây này quá, nó dán nó. Cái này này kêu bằng đúng rồi, kêu bằng dán này nó gắt lắm á. Siêu quá. Nó gắt thiệt luôn á, chắc phải nó gắt ra bồ luôn. Nó bị gì lắm. Đáng để sưu tầm cây cần khăn chơi phong thủy để bàn tỉa cho nó ra đọt nhìn nhắm cũng được. Cực kỳ đẹp. Rồi thì mã năm B5 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em. Nếu mà quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất là nhiều ạ.